Nay chúng ta sẽ đi xem một lô đất rất là đẹp. Lô đất nằm cách biển Bình Châu chỉ khoảng hơn 1 km thôi. Lô đất này thì nó nằm gần trục đường ven biển Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu luôn nha anh chị. Và đặc biệt lô đất này nó còn nằm rất là gần suối nước nóng Bình Châu nên thuận tiện cho anh chị cuối tuần mình nghỉ ngơi trong nhà vườn rồi mình có thể ra biển tắm hoặc là mình có thể chạy qua bên suối nước nóng mình tắm nha. Và tiện thể tôi sẽ review luôn cho anh chị xem cái con đường ven biển Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu nha anh chị. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Thì hiện tại tôi đang ở Hồ Tràm. Tôi đang ở đường ven biển Hồ Tràm nhé. Mọi người nhìn Hồ Tràm này. Đấy, đẹp không mọi người? Chẳng khác gì bên châu Âu cả nhé. Bây giờ tôi sẽ chạy dọc dọc này cho các bạn xem qua nhé. Đấy, review cho các bạn xem luôn Hồ Tràm. Thì cái con đường tôi đang chạy đây là đường ven biển Hồ Tràm. Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu. Tôi đang đi từ hướng đi ra từ Hồ Tràm ra Hồ Cốc này. Đấy. Hồ Tràm, Hồ Cốc rồi mình sẽ ra ngoài Bình Châu ha. Cái khu này là của Novaland họ làm rất là đẹp. Cực kỳ đẹp luôn anh chị. Nhìn nó như như là bên châu Âu nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy. Thì hôm nay tôi sẽ dẫn anh chị đi xem một lô đất. Nó nằm ở gần biển Bình Châu nhé. Cách biển Bình Châu chỉ 1,5 km thôi. Lô đất 617 m² rất là đẹp luôn mọi người. Lô đất này mọi người có thể làm nghỉ dưỡng nhà vườn thì được ha, hoặc đầu tư đều ok. Thì tại sao tôi lại dẫn mọi người đi cái con đường này? Tại vì cái lô đất này là nó nằm ở gần trên cái tuyến đường ven biển này nha anh chị. Nên là mình chạy thẳng là nó ra tới đất luôn, từ Hồ Tràm ra Hồ Cốc rồi ra Bình Châu là mình tới đất rồi. Đây bên tay phải anh chị là cái khu của ở bên Hampton Plaza này. Đấy, cái chỗ mà cầu ngắm biển nhá. Anh chị ra Hồ Tràm chơi muốn xem cầu ngắm biển thì đây mình vào đây này. Đó, đây là đường xuống này anh chị. Mình có bãi đỗ xe bên kia ha. Ở đây thì người ta xây dựng những cái khu du lịch toàn là mang đẳng cấp quốc tế ha mọi người. Đây là của Tram này. Còn đây phía bên tay phải là của tập đoàn Tram. Đẹp không anh chị? Hai bên đường này. Hai bên đường là những cái khu resort rất là sang trọng ha. Cây cỏ lúc nào cũng được tỉa tót gọn gàng. Đất ở đây cực kỳ là hiếm luôn. Mặt biển thì người ta giao cho doanh nghiệp hết rồi. Đấy, hai bên mặt biển và cái phía bên bên này đường nữa này, người ta giao cho doanh nghiệp hết rồi này. Đấy, nên đất dân rất là ít nha. Nên anh chị thường thường hay hỏi mình tìm đất ở đây nó rất là mắc nha. Nó siêu mắc và siêu hiếm luôn. Đây là Hồ Tràm đấy nha anh chị này. Đây đã tới Hồ Tràm. Đây là trung tâm của Hồ Tràm. Bên tay phải anh chị là cái phố đi bộ Hồ Tràm. Mình chạy thẳng nữa ra Hồ Cốc ha, ra Hồ Cốc, ra Bình Châu và đi ra đất này. Còn mình rẽ trái này anh chị rẽ trái thì nó sẽ nối ra quốc lộ 55, nó sẽ đi đi ngang qua cái rừng ha. Đi ngang cái rừng nó ra quốc lộ 55. Đây là hướng mình đi ra Hồ Cốc. Đồi cát này anh chị đẹp cực kỳ là đẹp luôn. Tại sao mình và phải chạy cái con đường này? Tại vì mình có lý do nhá. Để cho một là để cho anh chị thấy được là cái bây giờ ở Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu nó phát triển như thế nào. Nhiều anh chị cũng đi du lịch ở đây nhưng mà mình không có đi hết được, tại vì do cái thời gian ha. Đây, bên tay phải là biển, bên tay trái sẽ là cái sân gôn. Sân gôn cực kỳ đẳng cấp ha. Anh chị nào muốn đánh bài thì ra casino, trước mặt là casino. Đấy, mình muốn đi cái con đường ven biển này để cho anh chị thấy được là ngoài đây nó phát triển như thế nào. Và hơn nữa là để cho anh chị biết rằng đất ở đây nó rất là hiếm và nó rất là mắc nha. Đấy. Đất dân thì có rất là ít thôi.
đất biển thì giao cho doanh nghiệp hết rồi, đấy, cho người ta thuê hết rồi. Còn là ít đất dân thì bây giờ người ta cũng chẳng bán đâu anh chị, thỉnh thoảng mới có anh chị bán thôi nha. Bây giờ kiếm được 500 mét vuông đây thì nó cũng phải vài chục tỷ rồi, nó không có rẻ đâu anh chị. Đây bên bên tay trái là sân golf này, sân golf ha. Đấy, mai mốt mà sân bay Lộc An người ta có làm thì xong á thì đi trực thăng từ sân bay Tân Sơn Nhất là về đây thôi nha anh chị. Phía trước là cái hình như là cái casino, mình cũng chưa có vào đó lần nào. Hoặc anh chị có thể vào đó thuê ở đó nghỉ ngơi cũng được, tại vì nó là khách sạn luôn mà, khách sạn resort luôn. Rất là đẹp anh chị ha. Thì lô đất của mình chạy thẳng đường này là nó tới luôn nha. Đấy, nó nằm trên cái đường gần đường ven biển luôn, ngang 10 mét, nó dài 63 mét nha. Nó nằm cách biển Bình Châu chỉ 1,5 km thôi. Nó nằm gần đường ven biển luôn. Có thể đi bộ ra đường ven biển được nha. Đấy, anh chị thấy xung quanh nó như là cái đại công trường. Bên tay phải là biển, bên tay trái là núi và rừng 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 ngập mặn nha, rừng ngập mặn rồi tới mới tới rừng nguyên sinh. Hôm nay mình đang quay là nó chiều thứ bảy rồi, nhưng mà giờ này thì khách du lịch người ta vẫn chưa có ra đây đâu, bây giờ người ta đang còn đi làm. Thì đất thì mình giới thiệu nó nhanh thôi, còn chủ yếu là mình giới thiệu ở xung quanh để cho anh chị hiểu được cái tiềm năng nó như thế nào. Trên video mình sẽ có cắt nha, mình có cắt một vài đoạn, tại bởi vì mà mình chạy từ Hồ Tràm ra tới Bình Châu á, nó khoảng hơn 20 cây, thì cái dung lượng nó dung lượng cái máy điện thoại của mình nó không có đủ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là anh chị xem anh chị sẽ rất là tốn thời gian hơn. Đấy, anh chị thấy không? Rẽ trái là lên Bừng Riềng này, rẽ phải Hồ Cốc mình chạy thẳng Bình Châu này. Đây là Hồ Cốc nha. Đấy, mình hay nói là Hồ Tràm Hồ Cốc, nhưng trung tâm Hồ Tràm thì mình chạy qua rồi. Đây là Hồ Cốc này, đây là trung tâm Hồ Cốc này. Chỗ này thì nó thuộc xã Bông Trang, còn chỗ Hồ Tràm thì nó thuộc xã Phước Thuận của huyện Xuyên Mộc. Bên tay trái là rừng Bưng Riềng ha, đồi Cừu Bưng Riềng thì bên tay trái. Phía sau mình sẽ có cái con đường nó dẫn lên đồi Cừu, thì mình đang chạy qua cái khúc mà nó giáp biển nhất này, nó rất là gần biển nhé. Chỗ này thì anh chị đi 10 mét thôi là anh chị 15 mét anh chị tới biển luôn rồi. Còn bên tay trái là rừng hả, là rừng Bưng Riềng. Rừng Bưng Riềng là một cái rừng nguyên sinh rất là lớn, anh chị có thể thấy ở trên bản đồ, trên bản đồ vệ tinh nó xanh rì luôn ha, nên không khí nó cực kỳ là trong lành, nó giống cái khu dự trữ sinh quyển. Cái chỗ này anh chị chụp hình nó rất là đẹp này, tại vì đá rất là nhiều quá. Cái hôm nào mà trời nó nắng thì anh chị chụp hình nó càng đẹp, tại vì khi mà càng nắng thì biển nó càng trong và anh chị sẽ thấy rõ hơn ha. Rất là đẹp. Cái khúc này là cũng một trong những cái khúc đường ven biển đẹp này. Đây rất là đẹp ha. Đây, cái khúc này rất là đẹp luôn này. Chỗ này là nó về tới Bình Châu rồi nha anh chị. Đây, anh chị thấy biển đẹp không? Bên tay phải là biển ha. Còn bên tay trái này có cái đồi cát rất là đẹp này. Anh chị thấy không? Đồi cát cực kỳ đẹp luôn ha. Đấy. Mấy anh chị hay đi chơi xe địa hình mình thấy hay ra đây chơi. Nhiều bạn trẻ thì rất là thích đi 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 xe máy ở đây, phượt ở đây này. Mình rất là cũng thích đi xe máy ở cái đường này nè, mà thỉnh thoảng mình vẫn lấy xe máy mình chạy đường này, còn đi ô tô mình sẽ mở hết cửa sổ trời các thứ với cửa sổ ra, mình tắt máy lạnh đi, tại vì không khí nó rất là mát, rất là trong lành. Đi qua đây thì nhiệt độ nó giảm rất là nhiều, tại vì nó có rừng, nó có cái rừng nguyên sinh rất là lớn và gió biển.
Nhưng mà hôm nay mình quay video thì mình sẽ phải đóng cửa lại, không nó ồn ha anh chị ha. Cực kỳ đẹp luôn. Cái đồi cát nó rất đẹp này. Chụp hình rất là đẹp ha. Đấy, chụp hình cưới ra đó chụp luôn. Không cần gì phải đi xa anh chị. Thực ra biển đẹp thì rất là nhiều nơi có biển đẹp, nhưng mà đặc biệt ở Bà Rịa Vũng Tàu nói chung và Hồ Tràm, Hồ Cốc nói riêng thì nó có một cái điều đặc biệt là nó vừa có biển và vừa có cái rừng nguyên sinh nhá. Nên cái không khí đó điều hòa rất là tốt, nó rất là mát. Còn những nơi khác thì biển nó chỉ có cát thôi. Đây phía trước là một cái dự án anh chị ha. Bình Châu, ngày xưa Bình Châu thì nhắc tới Bình Châu người ta nghĩ Bình Châu rất là nghèo, sơ sát, hoang sơ, thế này thế kia. Nhưng mà bây giờ này, đấy, nó chẳng khác gì ở nước ngoài đâu anh chị. Những cái đại lộ này cực kỳ đẹp luôn này. Đây, đẹp không anh chị? Đây, bên tay phải là biển ha. Đây, bên tay trái này. Đấy, chỗ này là mấy bạn trẻ thích lắm này. Đấy, chỗ Bika gì đó đó. Mình không biết tiếng Anh ha. Đẹp. Anh chị nào có tiền thì ra mua vài căn đây. Đẹp không anh chị? Đây, đây. Giống như là ở bên châu Âu ha. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Tiếc là mình không có đi bộ mình quay cho anh chị xem được. Thôi xem tạm như vậy nhá. Thì đất nó gần chỗ này thôi nha anh chị. Đấy, mình chạy thẳng từ đây là nó ra đất luôn nha. Ra tới chợ Bình Châu là mình lên đất luôn. Tại vì đường ven biển nó tới khúc bên chợ Bình Châu thì người ta chưa có làm ha. Chưa có làm xong. Thì trong quy hoạch nó có sẵn rồi. Này là Nova Ua Hồ Tràm. Đấy, tên là vậy nhá. Nhưng mà chỗ này thì nó thuộc xã Bình Châu rồi. Đây là mình sắp tới chợ Bình Châu nha anh chị. Thì đất thì mình chạy qua chợ Bình Châu chút xíu. Thì đất thì mình có thể đi rất là nhiều đường để mình tới đất nha anh chị. Mình có thể đi quốc lộ 55. Anh chị nào muốn nhanh thì đi quốc lộ 55. Tại vì đất nó đi quốc lộ 55 nó rất là nhanh. Nhưng mà mình muốn đi cái đường ven biển để cho anh chị hình dung ra nó như thế nào. Thì đây là trung tâm của Bình Châu này anh chị. Khúc này nó là ngay chợ Bình Châu ha. Ngay chỗ trung tâm. Rất là sầm uất nha. Anh chị muốn mua hải sản rẻ thì có thể mua ở đây. Ra đây thì hải sản nó cực kỳ là rẻ rồi. Anh chị rẽ phải thì nó đi xuống biển này, xuống cảng này. Đấy, tới đây thì có cái vòng xoay. Vòng xoay này nếu như mà anh chị rẽ trái nó ra quốc lộ 55 ha. Anh chị chạy thẳng nó ra suối nước nóng. Suối nước nóng Bình Châu. Đấy, còn mình rẽ phải đương nhiên là nó đi ra biển rồi. Mình rẽ trái ra quốc lộ 55 thì mình vẫn có thể đi ra đất được nha, cũng được nha. Còn mình chạy thẳng này anh chị thì mình vẫn ra đất được. Nhưng mà mình thích chạy thẳng này. Đấy, chạy thẳng cho anh chị xem được một chút cái chỗ mà đường ven biển kia nữa. Để cho anh chị hình dung cái tiềm năng của cái lô đất nó như thế nào. Bình Châu ngày xưa thì nghèo lắm nha mọi người. Nhưng mà mấy năm lại đây thì không những là đời sống ở đây được nâng cao. Mà còn phải nói là người ta rất là giàu luôn. Đấy, giàu lắm nha anh chị, toàn đại gia không ạ. Bên tay phải là một cái dự án biệt thự biển này. Và bên tay trái này chị. Tay trái cũng là cái dự án luôn. Nhưng mà người ta chưa có làm. Thì bên tay trái nó cái đồi cát cũng khá là đẹp. Đấy. Đây vẫn là đường ven biển nha anh chị. Đấy, vẫn là đường ven biển. Đường ven biển nó nối từ Long Hải qua Phước Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc rồi tới Bình Châu. Bên tay phải anh chị sẽ là cái biển sông Lô, hay còn gọi là biển Suối Hồ. Một cái
một cái bãi biển nó cực kỳ là đặc biệt ha, nên nhiều anh chị thì cũng chỉ biết là biển Vũng Tàu, biển Hồ Tràm, biển Hồ Cốc thôi, nếu đi Long Hải thôi, nếu mà đi ra đây. Nhưng ở đây nó còn cái bãi biển gọi là bãi biển Suối Ồ, biển Suối Ồ hay là còn gọi là biển Sông Lô ha. Đây này chị, cái biển này nó rất là hoang sơ này, cái đây là con đường vào này, nó vẫn là còn con đường vào đất đỏ nha. Đấy, mình chạy xuống khoảng chừng mà mấy trăm mét đó, tại khu bãi biển Sông Lô này. Biển Suối Ồ hay còn gọi là biển Sông Lô. Thì cái bãi biển này nó có một cái điều rất là đặc biệt nha anh chị, là nó vừa có cái nước mặn và nó vừa có cái suối nước ngọt ở ngay đó luôn. Tới đây thì là gần tới đất rồi. Đường này thì mình chạy thẳng thì ra quốc lộ 55 được luôn. Đất thì nó nằm gần biển Suối Ồ, gần biển Sông Lô, hay còn nhiều người gọi là biển Bình Châu ha. Nó nằm ở trên cạnh ngay cái tuyến đường ven biển Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu. Đấy chị. Nó có rất là nhiều đường vào nha anh chị, nhưng mà mình sẽ đi những cái trục chính như thế này, những cái trục điểm nhấn thế này để anh chị có thể biết được. Đấy, khu này thì nó rất là gần biển, trường này các anh chị ở ngoài Hà Nội với Sài Gòn người ta mua sạch rồi anh chị. 30% là của anh chị ngoài Hà Nội người ta mua hai bên đây này. Còn lúc đầu người dân ở đây người ta cũng chẳng để ý đâu, người ta bán người ta cũng chẳng để ý. Đấy, mình chạy chút xíu nữa ra quốc lộ 55 rồi. Thì từ đường ven biển mình rẽ vào con đường này nha anh chị. Đấy, rẽ vào đường nhựa này này, mình chạy một chút nữa thôi là nó tới đất rồi. Thì từ đất ra quốc lộ 55 nó chắc tầm tầm 100 mét hơn đó, tới quốc lộ 55 này. Rất là thuận tiện đường ha. Đất nó nằm trong cái con đường mà nó nối giữa đường ven biển và đường quốc lộ 55. Ở đây thì làm nhà vườn rất là tuyệt vời. Tại vì nó rất là mát, nó yên tĩnh, nó gần biển. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, anh chị làm những cái căn nhà như vậy này. Đó, mấy anh chị ở đây là làm rất là đẹp. Bên tay trái, à, xin lỗi, bên tay phải là biển rồi. Ồ, bạn này làm cái bảng bất động sản cực kỳ đẹp, đẹp quá. Ở dưới làm cái nhà vườn đẹp lắm. Vâng, thì mình đã tới đất rồi nha anh chị. Đây, anh chị thấy xung quanh rất là nhiều nhà vườn rồi, giống như cái kiểu homestay ha, tại vì nó hơi khuất cây, mọi người không thể nhìn thấy hết được. Ở đây thì rất là mát nha anh chị. Anh chị thấy đẹp không? Đường nhựa thì cực kỳ đẹp luôn rồi. Đây, phía này là phía biển này anh chị. Đấy, qua cái đồi cát kia là biển rồi. Đấy, qua đồi cát nó chút xíu là biển rồi. Anh này anh làm cái nhà vườn khá là đẹp. Cách biển chỉ khoảng chừng hơn 1 cây thôi. Đây, đường rất là đẹp ha. Trong này dân người ta ở rất là đông nha anh chị. Khúc này nó khuất cây anh chị không thấy nè. Đây là xung quanh đất ha. Đấy, quay chút xíu xung quanh đất cho anh chị xem. Trên này thì anh chị làm nhà vườn nghỉ dưỡng hoặc là nhà nghỉ cái gì cũng được ha. Trên quy hoạch rất là đẹp nha anh chị, tại vì nó rất là gần đường ven biển nhá. Đây, đường này anh chị đi ra đường ven biển đây, cái đường mà mình đi ra Hồ Tràm ha, ra Hồ Tràm, Hồ Cốc, phía bên này biển, đất thì nó quay ra biển nha anh chị. Đây, hướng này đi ra quốc lộ 55 này, mình chạy khoảng chừng mấy trăm mét nữa, không tới mấy trăm mét đâu, hơn 100 mét đã ra tới quốc lộ 55 rồi. Đất ở ngay chỗ chiếc xe của anh kia anh đậu ha. Đất cứ quay ra hướng biển, đất là hướng đông nam nha. Đấy, trong này người ta làm nhà vườn rất là đẹp này. Đây anh chị, đường trước đất thì cái lòng đường nó khoảng chừng 6 mét, nhưng mà cái chiều rộng của đường á, từ cột điện này qua bên cái ranh này, ranh đất á, nó phải tới 8 mét, nó chạy thẳng ra quốc lộ 55. Đường này nó nối quốc lộ 55 và đường ven biển nhé. Đây thì đây là lô đất này anh chị. 617 mét, ngang 10, dài 63 ha, trên sổ ha. Đó là diện tích trên sổ. Đất này thì là còn đất nông nghiệp nên anh chị về muốn chuyển thì chuyển thôi ha. Đất thì đã rào ranh rồi này.
đây ranh này, đây, rào ranh rào thép gai rồi. Chủ đất người ta khá là cẩn thận. Đây sang tới bên này nó dài và tới trong kia anh chị. Cái đường điện phía sau thì nó ở bên đuôi đất thôi, nó không ảnh hưởng gì hết anh chị. Đó phía sau anh chị thấy không, dân người ta làm nhà vườn hôm tay trong kia cơ, nhiều lắm tại vì nó khuất cây ha. Trong này không khí rất trong lành. Ở đây đặc biệt một điều nữa là nó gần suối nước nóng Bình Châu nha. Anh chị chạy thẳng ra đây chút xíu là ra suối nước nóng Bình Châu rồi. Ra quốc lộ 55 là ra suối nước nóng Bình Châu rồi. Cực kỳ là đẹp luôn. Giá là 4 tỷ 3 nha anh chị. Còn thương lượng. Anh chị nào cần thì cứ gọi 0928 037 037. Đất gần biển Bình Châu, gần quốc lộ 55, gần đường ven biển Hồ Tràm, Hồ Cốc. Diện tích 617 m², ngang 10, dài 63, giá là 4 tỷ 3. Lại thẳng chút xíu ra quốc lộ 55. Đây anh chị thấy không? Bên đó là nhà vườn kìa. Đấy. Đấy, mái ngói là đỏ kia ha. Trong này cũng nhà vườn này. Đấy, người ta ở trong này rất là đông này. Do cái cây nó khá là nhiều, đấy, anh chị không thấy được. Đất nó quay ra biển. Từ đây anh chị rất là tiện đường đi về Hồ Tràm ha, mình chạy thẳng ra đường ven biển là mình đi Hồ Tràm rồi. Rồi anh chị nào cần thì cứ gọi cho mình 0928 037 037. Anh chị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh của mình. Bây giờ mình sẽ chạy ra quốc lộ 55, chạy quanh đây một chút để cho anh chị xem xung quanh một chút nhá. Bây giờ mình sẽ chạy từ đất ra hướng quốc lộ 55 cho anh chị xem. Ra chút xíu là tới quốc lộ 55 rồi. Đấy chị thấy không? Xung quanh này lâu nào cũng có cọc bê tông hết rồi nha. Ranh người ta rào hết rồi. Người ta đã mua, người ta để dành rồi. Anh chị ở ngoài Hà Nội hay thành phố người ta về đây người ta mua này. Sài Gòn về đây mua rất là nhiều này. Tại vì ở đây nó rất là hiếm đất nha anh chị. Anh chị biết là đất ven biển nó cực kỳ là hiếm luôn. Đây, phía trước anh chị là quốc lộ 55 rồi. Mình đi ngược lại phía sau là đường ven biển nha. Đấy. Ra tới quốc lộ 55 này, anh chị rẽ trái thì sẽ đi về thành phố Hồ Chí Minh, đi về thành phố Bà Rịa. Còn rẽ phải đi ra Bình Thuận nha. Đây mình chạy lên suối nước nóng Bình Châu có chút xíu à. Khoảng chừng mấy cây nữa là tới suối nước nóng Bình Châu rồi. Đây là quốc lộ 55. Đấy, anh chị thấy xe chạy không? Đấy, mình rẽ trái này. Rẽ trái là đi đi về Sài Gòn này, đi về Bà Rịa này. Mình rẽ phải là nó đi về Bình Thuận nha. Đấy, rẽ phải là đi về Bình Thuận, đi ra La Ghi. Đấy. Đất thì nó nối, đường này thì nó nối đường hồi nãy mình đi vào là đường ven biển. Bây giờ mình ra thì ra quốc lộ 55 ha. Đây, hướng này là hướng của suối nước nóng Bình Châu này. Anh chị chạy lên mấy cây là tới rồi.